Đây quay clip radio làm lời cho anh em coi nha. Nồi diêm đã là nó chạy tới đây nha anh em, nhưng mà làm nồi xong nó chạy qua nồi luôn, chạy qua khoảng mấy ly á, nó sẽ đề ba với hậu rồi nó tốt hơn, xe nhẹ hơn. Nhưng mà làm ở đây có bảo hành, thời gian làm thì khoảng nó hơn một tiếng thôi nha. Anh em có nhu cầu thì qua địa chỉ đây nha. Cái này của em trai ở Vũng Tàu là rồi, anh em nha.